Miễn chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Thẩm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Giảm 14 kg, đầy sạch mỡ nội tạng. Bác sĩ Nhật tiết lộ 3 bí quyết đơn giản. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và anh chị thân mến, gần đây có một bác sĩ người Nhật mắc chứng gan nhiễm mỡ và thừa cân, nhưng mà chỉ nhờ 3 nguyên tắc ăn kiêng đơn giản dưới đây, hoàn toàn không phải nhịn đói, không những đã giảm được 14 kg mà lại còn thành công trong việc loại bỏ mỡ nội tạng ra bên ngoài. Đó chính là bác sĩ Miyuro Masato, là một chuyên gia về bệnh tiểu đường với chiều cao 1m6 nhưng mà đã từng nặng đến 76,8 kg. Vì thường có thói quen ăn quá no và sử dụng nhiều đồ ăn vặt, cho nên trước kia anh không chỉ béo phì mà còn mắc chứng gan nhiễm mỡ. Sau này nhờ điều chỉnh thói quen ăn uống thì bác sĩ Miyuno đã giảm được 14 cân trong vòng 1 năm, đồng thời chức năng của gan của anh cũng trở lại bình thường. Nhận thấy hiệu quả thần kỳ trong bí quyết ăn uống của bác sĩ này, kênh của chúng tôi hôm nay xin phép được tiết lộ cho cô bác biết về chế độ ăn với nguyên tắc chính là cung cấp protein, chất béo tốt cho cơ thể, chứ không chỉ đơn giản là giảm lượng đường và tinh bột nạp vào. Theo đó, thì chế độ ăn được bác sĩ Miyuro Masato đưa ra có 3 điểm chính. Thứ nhất là tiêu thụ nhiều protein tốt cho sức khỏe. Thứ hai là kiểm soát lượng tinh bột hấp thụ. Và thứ ba là tích cực tiêu thụ chất béo chất lượng cao. Bác sĩ này thông thường sẽ ăn khoảng 300 gram thịt và ít nhất 3 quả trứng mỗi một ngày. Điều này tương đương với việc đưa những thực phẩm giàu protein trở thành thực phẩm chính trong bữa ăn, thay vì ăn nhiều tinh bột như là chúng ta vẫn thường thấy. Ông đồng thời cố gắng kiểm soát lượng tinh bột hấp thụ vào, đặc biệt là các loại gạo trắng, bánh mì, bánh ngọt, v.v. Ngoài ra thì cũng hạn chế sử dụng rượu bia, tránh hại đến gan. Cuối cùng thì để giảm lượng tinh bột nạp vào cơ thể mình, bác sĩ Miyuno thường bổ sung đủ chất dinh dưỡng, chất béo, năng lượng bằng các loại bơ, dầu ăn tốt cho sức khỏe như là dầu ô liu, dầu dừa, dầu mè, dầu hạt lanh, v.v. Tuy nhiên thì ông khuyến khích chúng ta là không nên sử dụng các loại dầu có chứa chất béo chuyển hóa, là một chất lành mạnh còn được gọi là axit béo chuyển hóa, được thực hiện thông qua quá trình hóa học của hydro hóa dầu. Bác sĩ Miyuno Masato đã giải thích, áp dụng 3 nguyên tắc mà kênh chúng tôi vừa liệt kê trên có thể sẽ mang lại cảm giác no, từ đó sẽ hạn chế cái việc ăn vặt hay là ăn những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt là thay thế tinh bột bằng những chất béo, protein lành mạnh là bản chất của quá trình giảm cân an toàn, chứ không phải là cắt giảm mọi thứ nạp vào cơ thể mình. Ngoài ra thì thay vì nạp vào những thực phẩm giàu carbon hydrate như là gạo này, bánh mì để lấp đầy dạ dày của mình, thì bác sĩ này đã gợi ý nên bổ sung protein tốt cho cơ thể, giúp lượng đường trong máu không tăng một cách đột biến và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Trái lại, có nhiều người cố chấp cứ ăn vào một lượng lớn carbon hydrate thì sẽ khiến lượng đường trong máu tăng nhanh. Lúc này thì cơ thể sẽ tiết ra một chất đó gọi là insulin để hạ đường huyết, và lượng đường không được tiêu thụ sẽ bị chuyển hóa thành chất béo và gây ra béo phì. Như vậy là thủ phạm mà gây tăng cân cũng hình thành mỡ nội tạng, thực chất chính là lượng đường trong máu do ăn quá nhiều bánh mì trắng và gạo. 5 lỗi phổ biến khiến nhiều người không thể giảm cân. Kính thưa cô bác thân mến, trong thực tế có rất nhiều người thực hiện chế độ ăn kiêng rất là nghiêm túc, kỷ luật, thậm chí là hà khắc, nhưng mà họ lại không thể đạt được kết quả giảm cân. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Mời cô bác cùng kênh của chúng tôi tìm hiểu ở những nội dung dưới đây.
Thứ nhất là bỏ bữa. Cô bác biết không, có nhiều người có quan niệm là để giảm cân được thì họ phải nhịn ăn. Bởi vì vậy, việc bỏ bữa là điều hiển nhiên, không có gì sai. Tuy nhiên trong thực tế thì việc làm này hoàn toàn không tốt. Khi mà chúng ta bỏ các bữa ăn, cơ thể sẽ bị thiếu chất và kích thích ăn nhiều hơn ở bữa tiếp theo. Như vậy là cân nặng của chúng ta thậm chí còn tăng nhanh hơn lúc bình thường nữa. Ngoài ra, bỏ các bữa ăn thường xuyên sẽ làm chậm quá trình chuyển hóa thức ăn, vì cơ thể sẽ tự động chuyển sang chế độ bảo toàn năng lượng, từ đó dẫn đến tích trữ nhiều chất béo hơn trong cơ thể người. Do vậy, dù là đang ăn kiêng để giảm cân thì cũng nên ăn đúng, đủ bữa để quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả, đồng thời duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Thứ hai là uống quá nhiều nước ép trái cây. Đa số những người đang áp dụng chế độ ăn kiêng đều cảm thấy rằng nước ép trái cây là một lựa chọn lành mạnh cho sức khỏe. Có nhiều người có xu hướng là tiêu thụ quá nhiều nước trái cây và không cần để ý việc kiểm soát hàm lượng mình nạp vào. Đây là một sai lầm phổ biến, bởi vì hầu hết các loại nước hoa quả đều không có chất xơ và về cơ bản nó chỉ cung cấp cho chúng ta lượng calo nhiều hơn thôi. Vì thế tốt nhất là nên lựa chọn ăn một lượng vừa phải trái cây tươi hơn là uống triền miên nước ép của chúng. Theo như khuyến nghị chung thì lượng trái cây và rau quả chúng ta nên ăn là ít nhất khoảng 400g hoặc là 5 khẩu phần, mỗi khẩu phần khoảng chừng 80g. Thứ ba là thay đổi lối sống quá đột ngột. Kính thưa các bác thân mến, thay đổi lối sống một cách đột ngột không những không giúp cho việc giảm cân mà còn kích thích chúng ta thèm ăn hơn. Tức là chúng ta bắt ép cơ thể mình phải ăn kiêng ngay lập tức, phải theo đuổi lối sống lành mạnh để giảm cân như là tập thể dục với cường độ cao. Rõ ràng là chúng ta chưa cho cơ thể mình có thời gian thích nghi mà đã muốn nhận lại hiệu quả tức thì. Vì thế mà không quan tâm đến cường độ tập luyện, ăn uống, thành ra lại khắt khe quá với bản thân mình. Cuối cùng, chỉ trong một vài ngày thôi, chúng ta sẽ không chống nổi sự cám dỗ của đồ ăn, hoặc là trở nên nản chí bởi vì thấy mệt quá. Kế hoạch ăn kiêng của mỗi người cũng vì thế sụp đổ. Vì vậy, chìa khóa để thành công là hãy bắt đầu thay đổi dần dần để cơ thể thích nghi với lối sống mới và trở thành thói quen vĩnh viễn. Mỗi ngày giảm một chút tinh bột, tăng thêm một tí chất xơ, tập vài động tác nhẹ nhàng. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho một quá trình giảm cân bền vững. 4. Quan niệm sai lầm về lượng calo. Khi mỗi người lập ra một chế độ ăn kiêng, họ đều biết rằng cần phải cắt giảm lượng calo nạp vào người. Ví dụ có nhiều người cho rằng thay vì ăn 4 gói sô-cô-la một ngày thì giờ chỉ ăn một gói thôi là được rồi. Việc ăn ít hơn sẽ đảm bảo là cơ thể chúng ta dung nạp ít calo vào. Nhưng mà khi đang nhắm vào mục tiêu giảm cân thì tuyệt đối là chúng ta không thể ăn những loại thực phẩm giàu chất béo bão hòa. Các thực phẩm có chất béo bão hòa bao gồm là thịt bò này, cừu non này, thịt lợn, da cầm và đặc biệt là phần da, mỡ bò hay là mỡ động vật, mỡ lợn, phô mai, kem, dầu dừa, dầu cọ v.v. Có một số thực phẩm nướng hay là chiên, đồ ăn vặt hay là thức ăn nhanh cũng chứa nhiều chất béo không lành mạnh này. Chúng ta nên biết rằng chất béo đó sẽ gây ra béo ngay cả khi bản thân đã cắt giảm khẩu phần so với trước đó. Nó sẽ tích lũy trong cơ thể mình và âm thầm phá hoại kế hoạch ăn kiêng, giảm cân của mỗi người. Thứ năm, chọn sai loại thực phẩm. Kính thưa cô bác thân mến, chúng ta dĩ nhiên là không thể thành công giảm cân nếu như tiếp tục ăn sai các loại thực phẩm không cung cấp cho cơ thể lượng dinh dưỡng hợp lý. Trái lại lại còn gây hại cho cơ thể mình bởi vì bị thiếu chất lành mạnh. Nhưng mà trước hết, chúng ta cần phải nhớ là cơ thể mình vẫn cần tất cả các chất dinh dưỡng quan trọng. Do đó những gì mà chúng ta cần làm
là phải cắt giảm chất béo xấu và các chất có hại trong chế độ ăn của mình. Chẳng hạn là không thể ăn những loại thực phẩm bán sẵn với nguồn calo thấp, sản phẩm đóng hộp không đường và coi đó là thành công của chế độ ăn kiêng. Chúng ta phải lựa chọn thông minh với đồ ăn tươi lành mạnh và hạn chế thực phẩm có chất béo bão hòa. Ngoài ra thì trái cây tươi, rau quả là những người bạn tốt nhất trong quá trình giảm cân. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở phía trên sẽ giúp cho cô bác hiểu thêm về những bí quyết giảm cân an toàn hiệu quả. Cảm ơn cô bác đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu như cô bác thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.